bún bò kìa. Thôi cháo trắng. Thôi bún vịt nè, bún vịt nè, đường thôi, này hoa nè, mày cúng mày luôn đi, mày mua mày cúng mày luôn đi. Muốn ăn ngon là phải biết bỏ ra công sức, mày hiểu không? Đi tiếp. Gọi chưa mày, để lại chưa sôi mặn trời, trên đường biết bao nhiêu món chưa vừa được món nè. Miêu tả hơn ngoài từ trời đất ơi, tao kêu từ mà nó trời đất ơi, nó dài dữ vậy. Ủa vậy thôi, mới đầu con này trời ơi, mày lý cái quán gì không có gì hết trơn, không có hứng thú. Nó tới cái nó quơ hết cả một cái sàn của người ta luôn á mọi người. Trời đất ơi, nó rất rất là nhiều món và nó nướng còn nóng hổi, quay liên tục rồi. Thơm ngào ngạt cả một con đường. Như cái menu thì tụi mình không thể nào kêu hết, tại tụi mình không đủ tiền. Ừ đúng rồi, mới đi rút tiền xong á mọi người, vẫn không đủ. Tụi mình còn những cái món mà mình nghĩ sẽ ngon nhất. Cái này là ba chỉ, cái này là gì ta? Thâu cơm. Không, ba chỉ luôn á. Ba chỉ hả? Ba chỉ luôn á. Bên này là một cái rất là mới lạ, Phú Linh lần đầu tiên mình nghe mọi người. Nhưng mà thật sự mày đã ăn nhiều rồi, tao chắc chắn. Ừ. Đây là chân gà. Ờ, đây là vú. Vú. Đây là mề. Rồi, ở đây á kiểu rất là đẹp. Cứ ướp, tập ướp xong mà nướng lên nó đỏ âu luôn á, đẹp lắm. Bỏ nhiều màu. Xong rồi á, cái đèn vàng nữa, trời ơi biết cách ghê, mình lấy cái đèn vàng chiếu vô lấp la lấp lánh. Công nhận set up nghệ thuật, set up hết, ai đi ngang cũng phải nhìn vô cái xe này, đỉnh cao lắm. Vậy bây giờ vô anh nè. Ăn này đi. Vui hả trời. Rồi trời ơi, giờ nó ngon nè. Trời ơi, nó đã. Trời ơi, mà cái dùi này á cũng làm kỳ công lắm nha, làm sao cho nó chắc được, nó không có bị bung ra. Rồi, đẹp lắm. Mình sẽ chấm ba loại sốt, các bạn loại sốt nè, sốt muối ớt xanh, tương ớt. Với lại là muối tiêu tắc. Rồi chấm nè, chấm nè, chấm nè. Trâu ơi mọi người. Bên trong này rất là nhiều sụn á. Ăn thật thật luôn á. Ăn rồi thật. Mà rất là nhiều tiêu. Thơm lắm. Ở đây không phải là dùi kiểu miền Bắc đâu. Nó không phải là dùi kiểu thơm miền Bắc, mà đây là dùi kiểu người ta tự nêm nếm tẩm ướp. Như đúng là hàng đồ nướng luôn, tại vì anh nó không ra cái mùi là dùi nướng. Tao nghĩ con này không phải là bạch tuộc đâu, con này là con mực khổng lồ á. Chắc vậy. Tại vì nó mới có nhiều cái thớ thịt như thế này. Bạch tuộc cũng được thôi. Tại vì bạch tuộc á, cái thịt của nó rất là khó để thấm gia vị. Nhưng mà thịt rất là đã, tại vì nó dày á. Dày, nó giòn giòn sần sần. Ăn đã lắm. Ừ. Trời ơi, nhà tao mà chịu nổi. Dễ gì mà chịu nổi. Cái mèo này là cái mà gọi là ít màu nhất. Mèo béo, hơi đắng. Hơi đắng mà bạn. Dạ. Rồi đây là tai heo nè. Tụi mình kêu một cái tai heo luôn, cả nhà tin nổi không? Tại vì nó bán theo cái, những cái kia là bán theo lạng hoặc theo xiên. Và tụi bán theo ký luôn. Trời ơi, tai heo vàng rụm. Đỏ âu. Ngon. Không quá mặn. Đúng rồi, và nó không bị béo. Nó không có bị quá là béo ngấy. Nếu mà vừa ăn. Ăn ba chỉ đi, ăn ba chỉ đi. Trời ơi, ba chỉ nè mọi người. Đã không? Mình kêu hai lạng đúng không? Ừ. Hai lạng ba chỉ. Chết á, chết luôn á cả nhà. Thôi lỡ dính rồi, ăn ba chỉ luôn. Trời ơi, nó ngon mọi người ơi. Chết rồi. Có chắc yêu là đi. Chắc gì nữa mà chắc. Yêu quá luôn á, ngon quá luôn á. Rồi một phần ở đây á cỡ 20-30, một lạng một ký hoặc là một cái thôi. Thật sự thì nói thẳng ra thì nó không phải là mắc, là rẻ. Tại vì tụi mình kêu cái này là cũng 300-400 á. Nhưng mà đồ nướng mà thì nướng nó teo lại bớt nữa. Tức nó không bị khô. Bị khô chính xác. Rất là hay là tất cả những cái này đều không bị khô. Có bác heo mà. Ở đâu? Không biết là cái nào luôn á. Ủa sao 4 xiên mề lại ăn mề đi. 2 xiên người ta cắt á. Ờ, mề nè. Wow. Mề thì chắc cũng bình thường. Tôi nghĩ chắc mề cũng bình thường thôi. Cứng hả? Trời ơi, cửa ra có giấy nữa. Ôi, mề rất cứng mọi người ạ. Nghe được không? Mơ. Nghe không được nhưng mà cũng mơ mà chết rồi ta. Nên thật sự nó rất là mỡ. Rất mỡ luôn. Nhưng ngon. Anh không hề cảm giác là bị ngấy, bị béo đâu. Mày chưa? Anh rồi. Trời má ơi, sao chưa nói nó ăn rồi luôn á. Anh rồi, nãy ngồi chờ là anh rồi. Mà biết sao không? Không hề nghe mùi một chút nào đâu. Đúng rồi, tại vì Phú Linh á, mấy bạn không biết thì đó là ruột già. Phải làm cho sạch. Nó mà làm không sạch, nó mùi chứ kinh lắm. Nó không hề bị mùi mà nó béo vừa phải.
bên ngoài da thì nó sẽ hơi giòn giòn, dai dai, sụt sụt một chút. Trời ơi, xuất sắc luôn á. Các bạn tới đây thấy bạn nhất quyết phải gọi Thú Linh nha. Mặc dù nó béo lắm. Vũ. Trời ơi, Vũ xuất sắc chưa. Đó là nó đậm đà, nó đã, nó đều. Nó rất là đậm đà luôn á. Vũ dễ thấm. Vũ nêm dễ thấm hay sao? Đậm lắm. Ngon quá. Ngon. Trời ngon quá, mấy má ơi. Ở đây á, thực ra thì tất cả các cái món này á đều có một cái kiểu nước ướp à. Ừ. Đều có chung một cái loại ướp và cho nên bị nó ngang ngang nhau á. Một cái độ giòn, độ dai khác nhau á. Có cái độ béo cho nên là ảnh nói mọi người nên kêu nhiều loại. Ăn thì nó vẫn khác nhau, cảm giác được khác nhau. Mặc dù nó nem giống nhau. À tôi biết rồi. Lý do tao nhớ hoài. Một cái hương vị rất quen thuộc. Quán nướng rẻ nhất Sài Gòn. Ủa vậy hả? Ừ, y chang, mùi y chang luôn. Chết rồi, cái số này không có cảm giác con hết trơn. Không có review cái hết trơn, toàn là ngon đấy, ngon, béo, ngon béo, quá. Béo quá. Tại vì đơn giản là nó không có gì để review quá cho mọi người. Chủ yếu là nhờ người ta nướng nó không bị khô á. Với lại nó đa dạng, rất là đa dạng nhiều món. Mình thấy thì đặc biệt nhất, nếu các bạn tới các bạn nên ăn dồi nè. Tại vì dồi trong đây có rất nhiều sùng, ngon cực kỳ luôn. Với lại ở đây á, mình nghĩ là nếu mọi người ăn á thì nên ăn tại chỗ luôn. Nó sẽ rất là ngon, tại vì nó còn nóng á. Chứ đem về nó nguội bớt đi. Trời ơi, cái dồi nó giòn quá. Ngon. Và địa chỉ ở đây sẽ là quán nướng Phong Thắm Nam Bộ, nướng Nam Bộ gì đó. Nằm trong cái chợ Hồ Tây Kỳ rất là nổi tiếng và nhiều đồ ăn luôn. Mà vào đây thì nên thử ở đây nha. Bình thường thì tụi mình phải làm tour làm mềm ngộ không? Nhưng tụi mình đặt cách tụi mình làm một món, một clip riêng cho cái số xe này luôn. Các bạn thấy nó cỡ nào rồi đó. Rất là ngon và mình nghĩ là các bạn nên thử ở đây. Rồi và video này thì chắc là cũng vậy thôi. Đến đây là kết thúc rồi. Những cái món này thì mọi người nên thử. Thì thấy là tụi mình không nói quá đâu. Đó, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy đừng quên like, share cũng như subscribe. Chờ hôm nay gì nhé. Bye bye, bye.